cành xanh lá, nước có nguồn mới biển rộng sâu sâu, sâu sâu thì biển rộng từ đâu, có ông bà cha mẹ mới xa có mình để liên tục với chương trình. Thì sau đây xin mời quý vị anh chị chúng ta cùng hướng về sân khấu và cùng lắng nghe ý kiến phát biểu, ý kiến treo dâu của bác đại diện bên phái đoàn nhà gái. Xin kính mời bác. Vâng, kính thưa hai ông và kính thưa trong quá trình hai cháu tìm hiểu, hai anh chị tìm hiểu đã đi quyết định đi đến hôn nhân gia đình thì cũng được hai bên gia đình đồng ý và cũng được chứng kiến của chính quyền hai nơi. Thì hôm nay hai bên gia đình là tổ chức lễ thành hôn cho hai anh chị. Thì chúng tôi là đại diện nhà gái, là chú ruột của cháu Hằng. Vâng, còn các anh chị đi theo là cũng có bác chú với lại quay các chào cô niệm ruột, chị ruột với lại anh rể cũng đi theo cùng đoàn với lại bạn bè của Hằng. Thì hôm nay là ngày vinh dự nhất, được đoàn chúng tôi và đưa dâu đến đây. Xin chúc mừng cho hai cháu hạnh phúc trăm năm và hạnh phúc, và chúc cho hai họ chúng ta luôn luôn mạnh khỏe và đoàn kết. Và từ nay trở đi là hai cháu là con chung của hai bên gia đình, là cháu chung của hai họ, là hai họ chúng ta là cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc hai cháu là luôn luôn là hạnh phúc trăm năm và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Và cuối cùng xin hết ý kiến hạnh phúc sức khỏe hai bên hai họ chúng ta là mạnh khỏe hạnh phúc. Xin rồi quý vị chị chúng ta hãy đổ những tràng pháo vỗ tay thật lớn để cảm ơn lời phát biểu, lời tri ân của bác đại diện bên phái đoàn nhà gái. Kính thưa vị thân mến, thì nhà gái phát biểu xong rồi, nhà trai chúng ta cũng có đôi câu để đáp từ để liên tục với chương trình. Thì sau đây xin mời quý vị chị chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến phát biểu, ý kiến trao, ý kiến nhận dâu của bác đại diện bên phái đoàn nhà trai. Xin kính mời bác. Thank you.
Xin chào. Xin chào. Xin chào tất cả trong buổi hôm nay. Và tôi xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, quý vị anh chị, chúng ta hãy đổi những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt hơn nữa để cảm ơn lời chia phát biểu của bác đại diện bên phái đoàn nhà trai. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, thì ngày lúc này đây thì xin mời ba bác sẽ cùng bước lên trên một bước và cùng nhau cầm một ly rượu hồng để chúc phúc cho nhau, đặc biệt nghĩa là có những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho hai con trẻ của mình là cô dâu Mạc Hồng, Mạc Hằng và chú rể Văn Nhã. Dạ vâng ạ, quý vị thân mến, thì xin mời quý vị anh chị, chúng ta đang hiện diện ở dưới thì chúng ta hãy cùng nâng ly rượu lên để có những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ba bác rất là nhiều, kính chúc cho ba bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn ba bác và xin mời ba bác cùng trở về bàn ghế thành dự để tiếp tục chứng kiến giây phút hạnh phúc của hai bạn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, vừa rồi quý vị anh chị chúng ta cùng lắng nghe lời tri ân phát biểu của hai bác đại diện bên của hai cái đoàn nhà trai và nhà gái rồi. Liên tục với chương trình thì xin mời quý vị anh chị, chúng ta có những chiếc điện thoại smartphone, những chiếc điện thoại 1100, 1200, chúng ta hãy chuẩn bị chụp những bức hình tuyệt vời nhất. Thì ngay sau đây hai bạn trẻ chúng ta, cô dâu Mạc Hằng cùng chú rể Văn Nhã sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn nguyện thề, chiếc nhẫn tình yêu để nói lên rằng đôi nam tân gia nhân của chúng ta chính thức lên vợ thành chồng. Quý vị chúng ta hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt để chúc mừng. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, ngày lúc này đây thì quý vị chúng ta đang được chứng kiến hai bạn trẻ của chúng ta đã trao cho nhau chiếc nhẫn nguyện thề, chiếc nhẫn tình yêu.